Thật khó để tưởng tượng ra một Paris vắng bóng những công trình kiến trúc vĩ đại. Trong số đó không thể không nhắc tới công trình lẫy lừng nhất nhưng cũng non trẻ nhất, tháp Eiffel. Dưới chân tháp kia có một đoàn người đang xếp hàng dài ở đây. Bertrand Lemaître là một nhà sử học và ông ấy sẽ giúp tôi khám phá ra những bí ẩn đằng sau khối thép khổng lồ này. Toàn bộ chỗ này là các đình tán. Ồ, đình tán sao? Có cả thảy 2 triệu rưỡi đình tán. Sao cơ? 2 triệu rưỡi ư? Đúng vậy. Chúng được dùng để ráp các tấm thép với nhau. Chúng sẽ được nung trong một cái lò nhỏ. Và một người thợ học việc trẻ sẽ giữ cái lò. Một người công nhân sẽ đặt cái đình tán vào. Và người còn lại sẽ đóng đinh vào từ phía bên kia. Một công trình có tầm cỡ vĩ đại ngang ngửa con tàu Titanic nhưng lại được hoàn thiện chỉ trong vòng 3 tháng nhờ vào bàn tay của 250 công nhân vô cùng xuất sắc. Tôi được nghe kể rằng họ đều đến từ phường hội Compagnon đúng không? Đúng là họ đều thuộc Compagnon. Được dự phần vào công cuộc xây dựng tòa tháp này là một vinh hạnh. Thật khó tưởng tượng nổi nhỉ. Tất cả họ đều có kiến thức sâu rộng về ngành nghề của chính mình. Đi nào, không phải ở đây cơ. Hãy tận hưởng quang cảnh Paris từ trên cao nhé. Những người thợ Compagnon đã để lại dấu ấn của mình khắp mọi nơi trong thành phố. Tôi và Pongo sẽ đi tìm những viên ngọc quý này, trong đó có những nơi ẩn mình rất kỹ. Xin chào, tôi là Sophie. Pongo và tôi đã lên đường trên một chuyến hành trình dài. Tôi bị khiếm thị nên sẽ đối diện với thế giới này một cách trực tiếp, đối mặt với nó và cảm nhận nó. Trên hết, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình với các bạn, giúp các bạn nhìn nhận thế giới theo một cách hoàn toàn khác biệt, thông qua con mắt của những người khác. Phường hội Compagnon đã góp phần xây dựng nên tất cả những công trình vĩ đại nhất ở Paris. Tuy nhiên thì ta cũng có thể tìm thấy những tác phẩm của họ ở những nơi ít người biết đến hơn nữa. Ở một quận có tên là Marghe, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng rất nhiều tác phẩm từ những người thợ mộc, thợ đẽo gỗ và chạm trổ đá này. Chào cô Sophie. Chào bác Michel. Cháu đang thưởng thức một tách trà trong lúc đợi bác. Tôi sẽ dẫn cô đi một vòng quanh quận Marghe. Tuyệt vời. Cháu đã lớn lên ở quận Marghe này, nhưng lại chưa từng được biết đến những cánh cửa ở đây. Vậy thì ta đi thôi. Vâng, đi thôi. Michel là một thợ mộc đã về hưu. Chúng ta vừa đi qua trường cấp 3 của cháu đấy. Phường hội Compagnon được thành lập từ thời Trung Cổ. Thời ấy thì người ta tập trung vào xây dựng những tòa thánh đường lớn. Khi gia nhập vào đây, những người thợ sẽ được làm việc độc lập, được giải phóng khỏi sự quản thúc của những người chủ. Ta có thể bắt gặp những tác phẩm của họ ngay cả ở những nơi không thể ngờ đến nhất như cánh cửa này. Nhưng ngay cả như vậy, từng chi tiết vẫn đạt đến mức gần như hoàn mỹ. Đây là một cánh cửa có vòm cong toàn bộ, chứ không giống như các cửa vòm thông thường phải không? Nó không phải là cửa thường với ô bán nguyệt bên trên, mà toàn bộ cánh cửa đều được uốn vòm cong. Cánh cửa này tồn tại từ bao giờ vậy ạ? Khoảng thế kỷ 17, nó được gọi là đường cung soi. Đây ạ. Cô có thấy gờ của nó không? Dựa vào hướng xiên của ánh mặt trời mà bóng đổ cũng sẽ khác. Vì thế mà đường soi này cũng tinh xảo hơn, để tận dụng ánh mặt trời soi rọi, khiến cho mặt tiền được sinh động hơn, dù chúng được tạc bằng gỗ hay đẽo bằng đá. Không biết những người thợ Compagnon có riêng những thiết kế đặc biệt nào không nhỉ? Điểm mạnh của họ là các đường nét. Mỗi tối khi bắt tay vào những bản vẽ, họ đều tích lũy và dần dần bồi đắp cho bản thân những ý niệm về mỹ thuật hơn nhiều so với những người thợ bình thường khác. Đi nào anh bạn. Chúng ta sẽ đi xem bên trong này. Phường hội Compagnon đã tồn tại qua nhiều thế kỷ và ta có thể thấy sự tỉ mẩn của họ trong từng chi tiết. Đây là những viên đá bảo vệ. Những bánh xe ngựa đều có những cạnh sắc nhọn và có thể làm hư hại đến cánh cửa. Vì thế mà những viên đá này mới được gọi là đá bảo vệ. Thế còn việc truyền bá kiến thức vào thời đó ra sao? Những người thợ trong phường hội Compagnon truyền thụ những kiến thức của họ bằng việc truyền miệng hết sao? Chủ yếu là truyền miệng, vì có nhiều thợ thủ công không biết đọc hay viết. Ồ, có những người không biết chữ ư?
Có người biết, người không. Không phải ai cũng biết. Vì thế mà vào thời đó, người trẻ muốn ngày một tiến bộ, cần phải nhờ phần nhiều vào trí nhớ của mình. Ngay đến tận bây giờ, phong tục truyền miệng vẫn còn phổ biến rộng rãi trong phường hội. Ở trung tâm của quận Mage là trụ sở của Compagnons, đó vừa là nơi họ ăn ở, vừa là nơi học tập. Mathieu, một thợ mộc sáng giá của Compagnons, sẽ dẫn đường cho chúng ta tham quan ngôi trường đặc biệt này. Ôi, đông người quá. Đúng vậy, mời cô ngồi xuống đây. Chào mọi người. Cho tôi hỏi, có bao nhiêu người thợ thuộc những ngành nghề nào đang ngồi quanh bàn này thế? Ở đây có thợ sửa ống nước, thợ lợp mái và thợ mộc. Thợ khắp đá, thợ làm bánh, thợ làm da, thợ đóng tủ. Có tất cả 27 ngành nghề và họ làm việc vì một mục đích duy nhất, biến những nguyên liệu thô thành sản phẩm. Đối với tất cả những người thợ học việc này, Paris chỉ là một trong rất nhiều sân khấu. Đây là nhà chung cho tất cả những người thợ thuộc Compagnons sao? Mỗi khi bước vào một căn nhà chung, chúng tôi đều có cảm giác như đang ở chính nhà mình vậy, bởi chúng tôi luôn được chào đón. Sự giúp đỡ quả thực là vô cùng quý giá phải không? Tất nhiên rồi. Đúng là như vậy. Có 52 căn nhà như thế này. Ta đi thôi. Họ chào đón những người thợ triển vọng của Compagnons trong khi họ đi vòng quanh nước Pháp, bởi đây cũng là một phần trong quá trình rèn luyện của họ. Cố lên các anh nhé. Ta sẽ ở đây thôi. Chúng tôi đi hết thành phố này đến thành phố khác. Chúng tôi sẽ phải làm ra một tác phẩm trước khi trở thành một người thợ Compagnons. Anh có tác phẩm nào ở đây không? Có một tác phẩm ở đây. Tôi được xem không? Có, cô xem thử đi. Vâng, nó đây à? Đây thực chất chỉ là một mô hình, một bản làm lại của cái tháp chuông. Nó là tác phẩm của một thợ mộc Compagnons từ 50 năm về trước. Kích thước và cân nặng của từng bộ phận đều được tính toán kỹ lưỡng. Chính tay người thợ trẻ của Compagnons này đã thiết kế bản vẽ cho nó. Mất bao lâu để hoàn thiện tác phẩm này? Tôi nghĩ là khoảng 1.000 đến 1.500 giờ. Vậy đây chính là một giai đoạn chủ chốt để có thể được công nhận là một người thợ của Compagnons phải không? Trong quá trình học tập của chúng tôi, đây là một bước cần thiết. Đó là công việc bắt buộc chúng tôi phải làm. Sau đó, chúng tôi sẽ nhận được những góp ý để sửa lại. Thật khó mà tưởng tượng nổi một tác phẩm cầu kỳ tinh xảo đến từng chi tiết như thế này. Ở đây có hai cầu thang nối theo nhau. Giống như lâu đài Chambord ấy à? Đích thị là như Chambord. Hai cầu thang uốn theo nhau mà không cắt với nhau. Đúng vậy, giống như Chambord. Khó tin thật. Tôi ngờ rằng sẽ phải mất một thời gian dài cùng vô số bản vẽ để cho ra một tác phẩm như vậy. Thật kỳ lạ vì học viện này đã tồn tại từ thời Trung Cổ và vẫn đứng vững tới tận hôm nay. Trông nó cũng có phần khác thường. Sở dĩ nó có thể lưu truyền lâu đời tới vậy là vì có các thế hệ sau kế thừa và gìn giữ cho thế hệ trước. Vậy nên chúng tôi lúc nào cũng chuyên cần và siêng năng trong công việc. Chúng ta đang ở lớp học đúng không? Ở đây chúng tôi lên ý tưởng, thiết kế và cho ra đời những bản vẽ. Ôi ra thế, chào mọi người. Trong căn phòng này, ta có thể thấy những tri thức hàng thế kỷ thể hiện qua những bức vẽ. Là một người thợ thuộc Compagnons là một niềm hạnh phúc và tự hào, được làm một phần của đội ngũ thợ thuyền tinh anh. Để tôi giới thiệu với cô, Anthony. Anthony là một thợ lợp mái ưu tú. Chào cô. Tôi là Sophie, chào anh. Với anh, việc theo đuổi những tác phẩm nghệ thuật từ nhiều thế kỷ trước có ý nghĩa thế nào? Thú thực là, mỗi khi có dịp lưu lại dấu ấn của bản thân, khi nghĩ rằng những thứ tôi tạo ra sẽ ở đây thêm 70 năm nữa, là tôi lại thấy lòng mình râm ran vui sướng. Tôi đã làm một chiếc đĩa nhỏ thôi, viết tên mình lên đó, rồi hàn vào mặt sau của một cái giếng trời bé bé. Ồ, anh đã giấu nó đi. Chỉ mình tôi là biết về sự tồn tại của nó, nhưng đó cũng là một minh chứng cho niềm tự hào của tôi. Chúng tôi cũng thường tìm thấy những món quà bất ngờ người xưa để lại. Ví dụ, khi dỡ tấm ván sàn bằng gỗ sồi. Lúc ấy anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy như thể mình đã nhận được một lời nhắn bí mật. Đó thực là một điều thú vị. Một lời nhắn đã được gửi gắm ở đây từ 50 năm trước. Thật thú vị biết bao. Để có một ngày được lưu lại dấu ấn của riêng mình, lưu lại chữ ký của mình, họ đã phải trải qua và tuân theo nhiều yêu cầu khắc nghiệt của chương trình học đặc biệt này. Hẳn là lịch làm việc của anh cũng căng lắm, bởi lẽ anh còn phải làm việc và được trả công nữa mà. Với chúng tôi, một ngày trôi qua thật dài, làm việc 8 tiếng và 2 tiếng học nghề vào buổi tối.
10 tiếng một ngày. 10 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần, cộng thêm 8 tiếng học thêm vào các ngày thứ bảy nữa. 8 tiếng học thêm, vậy là số giờ làm việc mỗi tuần của anh lên đến 58 tiếng. Cũng không sao, tuổi trẻ mà. Những người thợ Compagnon phải duy trì tiến độ học và làm việc này trong suốt 7 năm học việc khắp nước Pháp của họ. Ngày nay, vì tay nghề cao của họ mà trong mỗi công việc đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt, những người thợ Compagnon luôn được nhắc đến đầu tiên. Vì thế mà ta luôn bắt gặp họ trong những dự án tái thiết các công trình lịch sử. Đây là khách sạn L'Hôtel de Sancerre, trước đây từng là nhà tổng giám mục của Sancerre vào thế kỷ thứ 15. Gurney và các thợ học việc đang chờ tôi. Chào mọi người. Xin chào. Tôi đã đến công trường rồi đây. Tôi là Gurney. Tôi là Sophie. Tôi là Martin. Chào anh Martin, anh khỏe chứ? Tôi khỏe. Mọi người đến giai đoạn nào rồi? Chúng tôi đang sửa cái máng suối, bởi vì chúng bị dò nước. Ồ vâng. Chúng tôi sẽ cho cô thấy chúng tôi làm như thế nào. Thật hân hạnh cho tôi quá. Tại đây, những người thợ đang sử dụng chính những kỹ thuật mà thời đó người ta dùng để xây nên công trình này. Cô có muốn thử một chút không? Vâng, anh có thể cầm tay hướng dẫn tôi nhé. Quay mặt về hướng này. Đúng rồi, đúng hướng có ánh sáng chiếu vào. Ta bắt đầu thôi. Thật khó để giữ nó thăng bằng. Cũng khá đấy chứ. Đó là nhờ anh thôi. Chứ tôi còn không thể giữ thăng bằng cho nó. Thực ra, cô phải căn cứ vào âm thanh của tiếng búa gõ lên đè. Ở đây có một lỗ nhỏ này. Anh có thấy góc này không? Cũng không phải lỗ gì to tát lắm. Được rồi. Đây là phương pháp cổ à? Nó vẫn được áp dụng suốt từ thời Trung Cổ, kể từ khi khai sinh ra nghề lợp mái. Ồ, ra vậy. Có thể nói là công cụ lợp mái từ thời đó đến nay cũng không phát triển nhiều. Tại sao anh lại chọn làm một người thợ của Compagnon? Tôi tốt nghiệp cấp 3 và đi học đại học 1 năm. Tôi học ngành âm nhạc học. Ôi, bất ngờ nhỉ. Đúng là thấy sự khó lường. Lúc đầu thì tôi muốn làm một công việc thủ công, nhưng trên hết là tôi muốn suy nghĩ không chỉ bằng đầu óc, mà với cả đôi bàn tay nữa. Anh nói hay thật, suy nghĩ bằng đôi tay. Tôi cũng dùng tay để đọc chữ, và không phải ai cũng làm như vậy. Thế theo anh, suy nghĩ bằng đôi tay là làm thế nào? Như là đôi tay sẽ ra lệnh cho bộ não của anh. Giống như là dùng cả đầu óc và đôi tay để suy ngẫm, chứ không phải chỉ mỗi trí óc. Anh có nghĩ đến điều gì khác ngoài công việc mình đang làm không? Ví dụ như đang cắt đá chẳng hạn. Anh chỉ tập trung nghĩ đến những cử động của mình. Hay cái gì khác nữa? Không, tôi không nghĩ gì hết. Lúc ấy anh có mơ mộng gì không? Tôi có thể leo lên trên đó không? Lúc nào đi dưới những giàn giáo, tôi cũng muốn được leo thử lên, nhưng chẳng có cơ hội. Cẩn thận nhé, ở đây có bậc thang. Được rồi. Tôi sẽ theo sát anh. Tôi bước qua đây nhé. Ôi chà, trước mặt là gì thế? Chuẩn bị bước lên nhé. Chúng ta sẽ đi qua cái cầu dốc này để bước vào. Được rồi, tôi bước lên đây. Đúng rồi. Tuyệt thật, cũng không khó khăn gì lắm. Nốt thang này là ta lên đến nơi. Tuyệt vời. Tôi cảm thấy như những âm thanh của thành phố đang trôi xa dần. Giờ rẽ trái nào. Ở trên cao thế này thích thật. Lại còn trong một công trường nữa. Ta dừng ở đây thôi. Vậy là phần mái này đều được làm bằng đá phiến. Đúng vậy, trên cùng. Ồ, hẳn thế rồi. Nó được gọi là phần gờ đỉnh. Dốc thật đấy. Trong những căn nhà cổ này, mọi nguyên vật liệu đều là loại cao cấp. Ngay cả hệ thống máng xối nước cũng đều làm bằng đồng. Đây là thùng chứa nước. Ở đây có một quả bóng lưới. Nước sẽ đi ra theo lối này. Những người thợ của Compagnon kiến tạo nên những tác phẩm của họ từng chút một. Căn mái này có thể chống chọi với mọi điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên trong vòng 50 năm. Ép nó vào. Ồ, phải ép nó. Đúng vậy. Ép nó vào như thế. Cũng dễ nhỉ. Bình thường các anh đều làm bằng tay à? Đè tay lên. Đúng rồi. Sau đó thì đẩy. Tôi thử chút được không? Ôi, mềm thật đấy. Dùng tay mà cũng ép được. Tôi yếu như vậy,
chẳng có tí cơ bắp nào cũng làm được. Tôi ngờ rằng nó nham nhở lắm. Chắc anh phải sửa nó thôi. Không vấn đề gì. Cứ mạnh dạn lên. Không ngờ tôi có vinh dự được góp tay vào một công trình cổ thế này. Mỗi khi đến công trường nơi anh làm việc, điều đầu tiên anh làm gì? Anh sẽ kiểm tra chỗ nào trước? Có cần xem qua một lượt để biết mình nên bắt đầu từ đâu không? Chúng tôi chia nhau ra và mỗi người sẽ soi xét kỹ từng khu vực. Cuối cùng là nhìn bao quát tổng thể. Vậy là sẽ bắt đầu bằng câu, chúng ta bắt đầu từ phía nam nhé. Ví dụ, nếu chúng tôi đến bảo tàng Louvre và nhìn thấy một cái đầu sư tử nặng 1,5 tấn mà trước giờ chúng tôi chưa từng gặp, chúng tôi sẽ không khỏi bối rối. Và ý nghĩ đầu tiên trong đầu chúng tôi là biến quách khỏi đây cho rồi. Chẳng ai muốn ở lại đó hết. Ừ, đó là lòng can đảm. Chính xác. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng người trước đã làm được thì sao mình lại không làm được. Thế là chúng tôi bắt tay ngay vào việc. Hẳn là sau khi hoàn thành cái đầu sư tử nặng 1,5 tấn đó thì anh cũng hãnh diện lắm. Phải hãnh diện chứ. Tôi dám khẳng định đôi bàn tay này đã làm nên 3 tác phẩm. Anh có thấy so với tay anh thì tay tôi bé xíu không? Với tôi quan trọng là xúc giác. Có phải với anh đó là giác quan quan trọng nhất không? Chắc chắn rồi. Ngày nay thì những người trẻ vẫn đeo găng bảo hộ để làm việc. Thời xưa người ta không làm vậy. Họ làm công việc của họ dựa trên những xúc giác do đôi bàn tay mang lại. Nếu không được sờ tận tay vào những nguyên liệu ấy thì tôi sẽ không yên tâm. Trong thư viện của khách sạn L'Hôtel de Song, tôi đã có một cuộc gặp gỡ với Jean-François Lagnot, kiến trúc sư chính của những công trình lịch sử này. Ông có thể giải thích những vai trò của người thợ Compagnon từ xưa không? Khi tu bổ những công trình như thế này, ta không những cần khôi phục lại vẻ ngoài của nó, mà còn cả phong thái của nó nữa. Cần phải làm y hệt như họ đã xây nó vào thế kỷ 15. Vì thế nên chúng tôi hợp tác với những người thợ của Compagnon, bởi họ biết quy cách làm việc, biết được tay nghề của những người đi trước, và làm sao để áp dụng chúng vào công việc của họ. Có phải vì mọi người muốn xây những công trình vững chãi, trường tồn, nên họ càng cần đến những người thợ Compagnon phải không? Phường hội Compagnon đã có mặt từ rất lâu đời. Căn nhà nào được xây nên cũng nhằm mục đích đứng vững với thời gian. Chỉ có thời này, người ta mới cho xây những tòa nhà chỉ tồn tại vỏn vẹn chục năm rồi đập chúng đi. Gần đây nhất thì những người thợ Compagnon đã ghé thăm vườn rau ở cung điện Versailles. Chào anh Guillaume. Vâng, tôi đây. Xin chào. Chào cô. Rất vui được gặp anh. Tôi cũng vậy. Đất ở đó có xinh lầy quá không? Tôi mượn một đôi nhé. Tất nhiên rồi. Tuyệt vời. Công việc diễn ra trong khoảng 1,5 tháng. Compagnon đã cử một đại diện đến khu vườn vô mặt trời này. Năm nay đã là năm thứ tư trong hành trình tu nghiệp khắp nước Pháp của Guillaume. Đi thôi. Trong vườn phải không? Vâng, đúng vậy. Chúng ta đang ở đâu trong vườn? Chúng ta đang đứng đối diện cổng chính. Là gì thế? Thực ra nó chính là cổng vào của khu vườn. Có một thửa đất vuông lớn và nhiều khu vườn nhỏ rải rác xung quanh. Mùa này có hoa trái gì đang nở không? Có một vài loại. Ồ vâng. Những khu vườn nhỏ này đều được bao quanh bởi các cây ăn quả. Khu vườn chắc phải vuông vức lắm nhỉ? Bốn góc là những đường thẳng. Nó có tính đối xứng. Và tính hình học nữa. Đúng vậy. Có gì kỳ lạ dị thường không? Ở hình dáng của những cái cây. Và ngoài ra thì ở đây cũng có những giống cây rất hiếm lạ. Vào năm 1678, vua Louis thứ 14 đã giao cho nhà nông học Jean-Baptiste Quentin việc thiết kế ra một vườn cây ăn quả. Những người làm vườn sẽ mang những thứ rau trái trồng trong vườn lên bàn ăn của cung điện. Kể từ đó, nơi này luôn được phát triển, được chăm bẵm bởi những con người đầy nhiệt huyết. Ở đây có nhiều giống cây lê không? Có chứ. Ví dụ đây là cây gì? Đây là lê Commissaire. Đây là thân cây này. Đó là thân cây. Còn các cành nhánh bắt đầu trổ ra từ hai phía trái phải. Đúng vậy, cành thẳng thật đấy. Chính xác. Các anh làm thế nào mà chúng lại thẳng như vậy? Tôi thấy bình thường cành cây không thẳng đứng như vậy được đâu. Chúng tôi buộc những cành cây con khi cây còn non.
Quý Ôm đến đây để học những kỹ năng làm vườn điệu nghệ nhất. Có phải đó là động lực khiến anh đến khu vườn này không? Rõ ràng là như vậy. Tôi muốn tìm tòi, đi sâu vào hình dáng của các loại quả. Thật tuyệt vời khi thấy chúng phát triển qua từng ngày, từng tháng. Cùng với bản tính phóng khoáng của nhà vua, những người thợ vườn được thỏa sức sáng tạo. Giờ chúng ta lại giúp David hái sung nào. Mùa dâu vào tháng 3, cải xoăn vào tháng 1 và sung vào giữa năm. Đây là loại quả ưa thích của vua Louis 14. Chào anh David. David đã là thợ làm vườn cho khu vườn của nhà vua được 15 năm. Chào anh, nghe nói anh đã ăn hết chỗ sung này rồi. Để bọn tôi giúp anh nhé. Được chứ. Hái bằng tay à? Lúc nào chúng tôi cũng hái bằng tay. Nếu cô đưa tay lên cao hơn một chút, sẽ có những quả rất đẹp trên đây. Cao thêm chút nữa. Được rồi, tôi thấy tay anh rồi. Sẽ bắt đầu từ đây nhé. Theo tay tôi này. Cô có muốn ăn thử không? Loại sung Dalmatia này có ruột rất trắng. Cảm ơn. Tôi cứ thế mà ăn nhé. Tôi đã cắt đôi nó rồi đây. Hơi chát nhưng vẫn ngọt và ngon lắm. Lúc mới gia nhập phường hội, tôi hoàn toàn bơ vơ và không biết mình phải làm gì. Thế rồi bố mẹ đã đả thông tư tưởng cho tôi và tôi quyết định tham gia. Sau đó khoảng độ 4-5 tháng thì tôi nhận ra được đường hướng cho bản thân và bắt đầu trân trọng chuyến tu nghiệp vòng quanh nước Pháp này. Thật là quý báu. Đây là vài loại rau trái có hình thù kỳ lạ. David là chuyên gia trong lĩnh vực này. Dễ phải nào. Anh ấy dẫn tôi đi thăm các cánh khác của khu vườn. Chúng ta đang ở đâu thế? Chúng ta sẽ đi vào một căn hầm. Ở đây chúng tôi chứa các dụng cụ và rau quả thu hoạch xong. Ôi thơm quá. Mùi các loại thảo dược, xạ hương phải không? Đủ loại thảo dược, rau thơm, xạ hương. Cái hầm chắc phải lớn lắm. Đúng vậy, nó rất lớn. Vừa to vừa rộng. Có con gì lẻn vào đây ăn trộm hoa quả trước khi anh lấy không? Thỉnh thoảng cũng có. Vậy quanh chúng ta đang có những loại rau củ quả gì vậy? Đây là nơi chúng tôi chứa các loại bầu bí. Có tất cả hơn 20 loài. Nhiều quá, tôi chẳng biết đâu vào đâu nữa. Để tôi cho cô xem một thứ vô cùng đặc biệt. Nó được gọi là lớp kem của cây. Nó là một loại bí dâu có hình trái tim. Hình trái tim ư? Đúng rồi. Ở đây á? Cô cảm nhận được không? Tôi chỉ thấy quả ớt với những cái răng cưa thôi. Đúng rồi, thấy tôi liên tưởng rồi không? Loại này cũng rất hay. Bởi vì vẻ ngoài của nó thì xấu xí vậy thôi, chứ ăn ngon lắm. Cứ như một con cua khổng lồ vậy. Nếu cô trả sát bề mặt của nó, có rất nhiều cái mầm mọc ra. Thực ra nó là những nốt sần sùi đấy. Và nó được gọi bằng cái tên mỹ miều, là những cái mụn ở vùng Aegener. Tên hay thật. Nấu súp thì ngon tuyệt vời. Phần lớn rau củ mà trông đẹp mã thì ăn không ngon đâu. Phải nếm thì mới biết được cơ. Anh có biết nguồn gốc của chúng không, Bill? Tôi chịu. Rau củ thì tôi còn biết ít hơn cả hoa quả nữa. Vậy là anh vẫn còn nhiều điều phải học. Điều tốt đấy. Sau khi được học về những loại cây ăn quả, anh muốn làm gì tiếp theo? Tôi sẽ sáng tạo thêm. Sáng tạo thêm ấy à? Ý anh là tạo ra những cảnh quan mới hoành tráng hơn hay sao? Đúng vậy. Tôi sẽ tìm những khách hàng muốn trang trí cho khu đất trống của mình. Và anh sẽ đề xuất vài phương án. Đúng vậy. Cũng giống như công việc của kiến trúc sư nhỉ? Hẳn là có điểm giống rồi. Phải có bản vẽ và đưa cho khách hàng xem. Tôi có được xin một quả bí ngô này về nấu súp không? Cô cứ lấy đi. Loại nào ngon nhất hả anh David? Có vẻ nặng lắm. Tôi không thể tay không ra về được rồi. Tôi đã bảo chúng nặng lắm mà. Ôi, chắc không quân nổi mất.
Je suis incapable de la porter d'une main et j'ai un chien dans l'autre. Ça va être trop grand pour moi. Sau chuyến đi này, tôi sẽ nhớ mãi những người thợ thiên tài của Compagnon. C'est un peu comme à comment ça s'appelle, Chambord. Ouais, sans jamais se, du moins ils tournent sans jamais se croiser comme à Chambord. En fait. Niềm vinh dự được góp tay vào phần việc tu bổ khách sạn L'Hôtel de Song và những đôi bàn tay của những người thợ Compagnon có thể uốn nắn cả thiên nhiên.